Cô gửi lời chào và cảm ơn tất cả các em đã cùng dành thời gian đến với khóa học Ngữ văn lớp 7 của trang web olm vn Cô trò chúng mình sẽ tiếp tục với văn bản đi lấy mật Các em đã cùng được chuẩn bị trước khi đọc và đọc văn bản Bây giờ chúng mình sẽ cùng khám phá văn bản dựa trên 3 phương diện Đó là tìm hiểu chung, tìm hiểu chi tiết và cuối cùng cùng tổng kết. Thứ nhất, đến với những tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm. Nói về tác giả đoàn giỏi và văn bản đi lấy mật. Hãy chọn giúp cô chân dung của tác giả đoàn giỏi trong câu hỏi sau đây. Đây chính là chân dung của tác giả đoàn giỏi. Đoàn giỏi sinh năm 1925, mất năm 1989 quê ở Tiền Giang. Ông là nhà văn của miền đất phương Nam. Bởi vì là nhà văn của miền đất phương Nam, được mệnh danh là nhà văn của phương Nam. Hầu hết những sáng tác của đoàn giỏi đều viết về thiên nhiên, con người và cuộc sống ở nơi đây. Nhà văn đã tái hiện thành công vẻ đẹp của vùng đất phương Nam trù phú và những người dân Nam Bộ chất phác, thuần hậu, can đảm, trọng nghĩa tình như thế các em có thể thấy vì là nhà văn của miền đất phương nam cho nên mọi cảnh đẹp thiên nhiên cũng như con người được nhắc đến trong những sáng tác của ông một trong những đặc điểm sáng tác của đoàn giỏi chính là lối miêu tả vừa hiện thực vừa chữa tình và ngôn ngữ đậm màu sắc địa phương cũng đã góp phần quan trọng làm nên sức cuốn hút cho tác phẩm của đoàn giỏi Chúng ta có thể kể đến một số sáng tác tiêu biểu của đàn giỏi đó là Đường về Gia Hương xuất bản năm 1948 hoặc Cá bống mú xuất bản năm 1956, tiểu thuyết Đất rừng phương Nam xuất bản năm 1957, vân vân. Sau khi đã có những giới thiệu về tác giả, cô để ở đây hài nhận xét về văn chương đoàn giỏi để các em có cái nhìn sâu sắc hơn về đặc điểm sáng tác của ông. Đoàn giỏi là một trong những người đầu tiên truyền bá ngôn ngữ hiện đại Nam Bộ qua những tác phẩm của mình. Đó là nhận xét của chế Lan Viên. Không chỉ có nhận xét của chế Lan Viên, nhà văn Trần Đức Tiến cũng nói, nếu không có Vũ Hùng viết về thiên nhiên Tây Nguyên và đoàn giỏi viết về cảnh sắc và con người sông nước miền tây thì tuổi thơ của chúng tôi hầu như không biết gì về những miền đất xa xôi này như thế có thể thấy công của đoàn giỏi trong việc tái hiện đời sống con người thiên nhiên ở mảnh đất nam bộ cũng như đưa tiếng nói của người nam bộ vào văn chương sau khi có những nét khái quát về tác giả Cô trò chúng ta sẽ chuyển sang nói về tác phẩm văn bản Đi lấy mật. Các em sẽ có những khái quát về xuất xứ, về thể loại, về vị trí của đoạn trích, ngôi kể và nhân vật. Trước hết, nói đến xuất xứ của văn bản Đi lấy mật. Theo em, văn bản Đi lấy mật được trích từ tác phẩm nào của Đoàn Giỏi? Chính xác. Văn bản đi lấy mật trích từ tác phẩm tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi. Như chúng mình đã thấy trong phần giới thiệu khái quát về những tác phẩm tiêu biểu của Đoàn Giỏi. Em thấy được. Tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi được sáng tác năm nào? Khi giới thiệu về tác giả, em đã biết một trong những tác phẩm tiêu biểu của đàn giỏi là tiểu thuyết Đất rừng phương Nam được sáng tác ra đời năm 1957. Chúng mình sẽ cùng tóm tắt tiểu thuyết Đất rừng phương Nam này. Cậu bé An sống cùng với cha mẹ tại thành phố sau ngày độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945. Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam, đổ quân vào Nam Bộ, Pháp đã mở những trận đánh khiến cho những người dân sống tại các thành thị phải di tản. An cùng với ba mẹ của mình cũng phải bỏ nhà, bỏ cửa để chạy giặc. Cậu nhớ đến một anh bạn đi tàu đã tặng cho mình chiếc la bàn mà không kịp mang theo. Theo cha mẹ, An chạy hết từ vùng này tới vùng khác của miền Tây Nam Bộ an kết bạn cùng với những đứa trẻ cùng trang lứa và có một cuộc sống tuổi thơ vùng nông thôn đầy êm đềm. Nhưng cứ vừa ổn định được mấy bữa thì giặc đánh tới nơi và lại phải chạy đi nơi khác. Trong một lần mải chơi, giặc đánh đến và An đã lạc mất gia đình. Cậu trở thành trẻ lang thang. Trong chuyến lưu lạc của mình, An đã được gặp và tiếp xúc với nhiều người. Dì tư béo là một trong những người đầu tiên cưu mang An khi cậu bé bị lạc ở một xóm chợ. Từ đó, cậu đã về làm giúp cho quán ăn của dì và không còn phải chịu cảnh đói khổ qua ngày. Tại quán ăn của dì Tư Béo, An đã gặp anh Sáu tuyên truyền, những anh bộ đội, vợ chồng Tư Mắm, lão Ba Ngù, ông lão bán rắn và thằng Cò. Họ đang đi tìm một người tên là Võ Tòng vợ chồng tư mắm làm nghề bán mắm dọc các con canh rạch an vô tình biết rằng hai bọn họ là việt gian bị họ phát hiện nên an đã chạy trốn hai vợ chồng tư mắm đốt cháy quán của dì tư rồi bỏ đi dì tư béo định dẫn an lên thới bình sinh sống nhưng an đã quyết định ở lại và tiếp tục cuộc sống không nơi nương tựa sau đó an gặp lại cha con lão bán rắn và võ tòng An đã đi theo họ và trở thành con nuôi của ông lão bán rắn, anh em của thằng cò. Tuy cuộc sống nghèo khó, vất vả, nhưng tía nuôi, má nuôi của An rất thương An và coi cậu như là đứa con ruột do mình sinh ra. An còn được tía và thằng cò rất đi câu rắn, đi lấy mật ong và học được nhiều kinh nghiệm, thấy được nhiều điều mới lạ mà An chưa từng biết đến. Tía nuôi rất An tới thăm chú võ tòng. Võ Tòng sau này đòi đi giết Việt Gian vì định mua chuộc ông bà Ngù. Trong lần phục kích giặc trên cây da, Võ Tòng đã giết chết tên Việt Gian và một tên lính ngụy Nhưng cuối cùng, Võ Tòng đã bị mụ tư mắm chỉ điểm rồi bị tên tướng bắn chết. Bà Ngù kêu an, chỉ mụ tư mắm và biết được thói quen là thường đi tắm vào buổi chiều, nên ông đã núp dưới đám mèo và dùng nỏ bắn chết mụ. Thời gian sau, bọn giặc phải lao đao nhiều lần vì ông, nhưng chính chú Võ Tòng cũng đã phải hy sinh. U Minh Thượng đã bị giặc đóng chiếm, gia đình tiến nuôi và an rời đi U Minh Hạ sinh sống. Gia nhập vườn săn cá sấu, sau đó tới Sóc Miên, chợ mặt trời năm căn. Tại đây, An lại gặp dì tư béo và rồi An đi theo các anh du kích. Cuối cùng, tất cả người dân đã đứng lên đấu tranh sau phần tóm tắt tiểu thuyết đất rừng phương nam hãy xác định giúp cô văn bản mà chúng ta đã đọc có nhân vật xưng tôi và tôi là ai chính xác tôi chính là nhân vật an các em thân mến cuốn tiểu thuyết đất rừng phương nam mượn câu chuyện về một cậu bé bị lưu lạc trong kháng chiến chống pháp Nhà văn Đoàn Giỏi đã tái tạo lại cảnh sông nước, con người của một thời còn nhiều sơ khai. Tiểu thuyết này như một xã hội thu nhỏ của sông nước miền Tây Nam Bộ, được nhà văn tái hiện trên những trang sách. Đây là một trong những tác phẩm, những cuốn sách đầu tiên của mảng văn học cách mạng viết cho thiếu nhi. Với tất cả sự nhớ nhung của một con người xa quê, với tất cả tình yêu dành cho đất và người Nam Bộ, Nhà văn Đoàn Giỏi đã viết lên những trang sách để khí chất của vùng đất này, có thể nói, Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi là những khám phá tinh tế, đặc sắc, được sàng lọc một cách cẩn thận về cái đẹp của thiên nhiên, con người và đất nước. Tác phẩm không chỉ miêu tả cụ thể vẻ đẹp cảnh sắc hoang sơ của những vùng đất mới mà còn khắc họa rõ nét sự chất phác, hiền lành, đôn hậu nhưng cũng không kém phần anh dũng của những con người chân lấm tay bùn của miền Nam. Nó còn đưa ta đi tới mọi phương trời của đất nước mình từ Bắc chí Nam. Ra tiếp liền tới Biển Đông lúc nào không biết qua những ngày lưu lạc của cậu bé An. Đất rừng phương Nam của nhà văn đoàn giỏi không chỉ vẽ nên quang cảnh của đất rừng hùng tráng và những con người xốc phát sinh sống với những con vật tinh khôn. Những con người bình thường ấy sẽ trở thành ngang tàng, khí phách, biết bảo vệ nhau khi phải chịu đựng những áp bức, bất công. Thời ấy, cuộc sống ở đâu cũng quyết liệt, bởi vậy, đến cả các em bé cũng biết mình cần phải đứng lên đấu tranh. Ý nghĩa to lớn đó đã được truyền tải rõ trong đất rừng phương Nam. Cái kết của câu chuyện là lúc tất cả người dân đứng lên đấu tranh trên tay phất cao lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Nét đặc sắc của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam là nhà văn Đoàn giỏi đưa bạn đọc đến những vùng đất xa xôi, nhưng mỗi trang truyện lại làm ta thấy yêu tha thiết đất nước mình. Tác phẩm đã làm nên tên tuổi lừng lẫy của nhà văn đoàn giỏi và là một trong những tác phẩm vàng dòng của nền văn học thiếu nhi Việt Nam suốt mấy chục năm qua. Mặc dù đã ra đời hơn 60 năm, nhưng cho đến nay, đất rừng phương Nam vẫn còn nguyên giá trị và trở thành ký ức tuổi thơ khó quên của nhiều thế hệ. Cô trò chúng ta vừa có những hiểu biết thêm về tiểu thuyết đất rừng phương Nam, vẫn còn những nét khái quát nữa về văn bản đi lấy mật và chúng ta sẽ khám phá chi tiết ở video bài giảng tiếp theo nhé. Còn bây giờ, cô chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng phần thứ 3 của bài học đi lấy mật trên trang web olm.vn.